những tình trạng thương lầm người gọi là bình thường mà lại quan niệm như là một đấng quân tử. Kết quả là tiền mất tật mang và những cái hậu quả tâm lý rất là nghiêm trọng, đè nặng ở trên đời sống của mình. Mà chị em phụ nữ khi có nỗi đau đó thường dẫn đến tình trạng lãnh cảm, và nếu cái lãnh cảm đó không được bạn bè chia sẻ để tháo mở đó thì về lâu về dài sẽ dẫn đến tình trạng là thất vọng. Mà thất vọng không được điều trị dẫn đến tuyệt vọng, mà tuyệt vọng phần lớn dẫn đến những cái bế tắc, đó là chọn cái con đường tự phẫn. Trở lại vấn đề của một người ở cái tuổi gọi là đã gần đến 40 mà vẫn chưa có được cái máy ấm gia đình á, thì ta phải chịu khó phân tích về các nguyên nhân rồi để ta xử lý nó một cách thích hợp. Còn vấn đề nếu giả sử mà mình vẫn chưa tìm ra được một cái người nào như ý thì cũng có đừng nên quá bận tâm, vì cái nỗi bận tâm đó sẽ làm chúng ta sống một cách rất là mệt mỏi và chính mình hành hạ cảm xúc của mình. Một cái điều khác nữa, nếu cái người mà muốn lập gia đình này là một người khó tánh thì chúng tôi xin lưu ý rằng nước trong không có cá. Nhiều khi mình xét nét quá, mình khó khăn quá, mình kỹ lưỡng quá, ngang ngay sổ quá, cái tiêu chí lý tưởng của mình đặt ra cao quá, thì hầu như dưới cặp mắt của mình không có ai cảm thấy thích hợp hết. Đi tìm tới, tìm lui, tìm xuôi, tìm ngược. Người lớn tuổi hơn thì đã có vợ hết, người trẻ tuổi hơn á thì chưa chắc là đã được hạnh phúc. Người ngang bằng á thì bây giờ thì cũng có năm ba cuộc tình gãy đổ rồi. Còn ý chung của mình theo một cái tiêu chí lý tưởng mình đặt ra hầu như là không đáp ứng được. Có thể nó cũng là một trong những nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng hay là mình muộn có chồng hay là muộn có vợ. Vì đó phải nghiêm túc để đánh giá lại trong các cái mối quan hệ. Ví dụ khi mình quan hệ với một người bạn nào đó dài 3 tháng rồi hai bên chia ly, thì cái việc chia ly đó nguyên nhân từ đâu mà ra? Từ mình hay là từ người kia? Hoặc là sự hiểu lầm của cả hai, hay là tác động của gia đình, ảnh hưởng của môi trường, hoặc là cái tiêu cực của đời sống kinh tế dẫn đến như tình trạng đó, thì tùy theo tình huống ta xử lý nó. Chứ còn nhiều khi ai cũng tự ái và nghĩ rằng đó là nếu mình nói trước, mở lời trước để xin lỗi, có nghĩa là mình đã thừa nhận rằng là mình là một cái người xấu. Trên thực tế đó, những người rộng lượng lắm mới có cái bản lĩnh thừa nhận cái lỗi mà vốn dĩ nó không thuộc về mình để hàn gắn cái vết thương lòng giữa hai bên. Có nhiều người là thà chết chứ không thèm làm việc đó. Trong khi đó, cái con người mà mình đang yêu rất là lý tưởng, rất là tốt, mà chỉ vì cái tự ái phẩm thôi, từ lúc ta là vẫy tay chào và đánh mất cơ hội để sống hạnh phúc với người đó trọn đời. Cho nên mọi ứng xử nó đòi hỏi đến sự khôn ngoan, và cái cách giải quyết đó nó đòi hỏi đến một sự tế nhị, và phải thấy rất rõ là hạnh phúc của mình và hạnh phúc người kia là hai tiêu điểm quan trọng nhất để hướng về. Và do vậy những khác biệt, những cái yếu tố tiêu cực đó, nó không đáng để quan tâm, thì ta đừng lấy đó để mà cường điệu quá nó lên. Thì như vậy ta sẽ có cái khả năng xử lý nó một cách rất là hiệu quả và thành công. Chúc cô 35-36 tuổi này sớm tìm ra được người ý chung nhân để có được trăm năm hạnh phúc đến răng long tóc bạc. Xin đi câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, xung quanh vấn đề về tình cảm nam nữ mà chúng ta đang trao đổi thì cũng có một cái vấn đề đặt ra sau cái câu hỏi được thầy vừa chia sẻ vừa rồi, tức là có một bạn gái sống chung với một bạn cũng là một bạn gái cùng phòng luôn, nhưng mà bạn gái thì một cái quan niệm về tình yêu, tức là mình thì chờ cái chữ duyên đến, là quan niệm là tình yêu thì phải có cái duyên, mình gặp người nào đó thì mình hoặc là mình phải là thương, thật là thương yêu mình mới cưới được. Nhưng mà một người khác lại quan niệm là phận gái mà, phận gái thiền quyên lắm, chỉ cần gặp được một người có khả năng chăm lo cho mình, có một cuộc sống ổn định về sau là được rồi. Với lại là mình còn phải báo hiếu cho cha mẹ rất là nhiều. Thưa thầy, như vậy thì với hai cái quan điểm này thì mình nên nghĩ như thế nào cho nó là chính xác nhất ạ? Dạ, cảm ơn thầy ạ. Chữ duyên á mà người bạn gái này đặt ra đó, đôi lúc nó bị hiểu lầm từ góc độ của Nho giáo. Với quan điểm của đạo Phật, duyên trong đạo Phật á, phần lớn là nằm ở hiện tại. Duyên á, theo Nho giáo là duyên thuyền định,
gần như nó là một sự sắp xếp của ông trời hay là của ông tơ bà huyệt dưới một góc độ tương đối từ bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau. Chấp nhận theo cái duyên tiền định á, thì đại đa số các chị em và các anh em nó sẽ khó có thể có được hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng lắm. Tức là hầu như chỉ có chấp nhận chứ không có một sự lựa chọn, và cũng không có những nỗ lực để tìm kiếm cái người thích hợp với mình, và nghĩ rằng là duyên chưa tế cho nên cứ ngồi đó. Và do vậy cuối cùng rồi, thậm chí là 40-50 tuổi vẫn không có ai đến gõ cửa mình hết, bởi vì cái duyên đó nó không thể đến với chúng ta. Duyên theo Phật giáo là những điều kiện, là môi trường, hoàn cảnh, tác động, những nỗ lực chân chính của mình để biến một ước mơ trở thành là một hiện thực. Ví dụ, dân gian Việt Nam có câu là muốn ăn hãy lăn xuống bếp. Là ăn á, là một cái nhu cầu để thỏa mãn cái đói, một nhu cầu để tăng khỏe, nhu cầu để duy trì sự sống, và nó có những cái nhu cầu thỏa mãn các giác quan khác. Và bây giờ mình ngồi mình ước rằng là thực phẩm sẽ bay tới trước mặt mình, giống như sạc lô chỉ cần ngồi thôi, có cái máy đẩy trái bắp vô hay là đẩy cái thực phẩm vô để ngồi vào nhà, chuyện đó sẽ không bao giờ có. Đó là duyên tiền định. Cái duyên này là có mơ nó cũng không ra nữa, huống hồ là có thật. Còn cái duyên do chính chúng ta nỗ lực á, ăn phải lăn xuống bếp, động tác lăn á, nói có vẻ nó hơi nôm na, ý đó là mình phải tự đi, tự xuống, tự nấu, tự làm để ta có được một cái khẩu vị như ý. Còn bây giờ có gì anh chị em có tiền bạc thì khỏi phải tự lăn xuống bếp, mình có thể nhờ người khác nấu giùm, hoặc là nhờ người khác đi mua giùm, dù là nhờ nấu giùm hay là mua giùm, sai giùm, thì cái đó cũng là một cái duyên, tức là có một sự tác động của yếu tố thứ ba hay là nhiều yếu tố khác để tạo ra một cái quyền ước được thành công. Cho nên thay vì ngồi chờ một cái người nào đó tâm đầu ý hợp, hạnh phúc, biết chăm lo, biết ga lăng, biết nâng đỡ, biết chia sẻ, biết bảo bọc đến với mình, thì có lẽ là không biết khi nào người đó mới thật sự có mặt ở trong cuộc đời. Cho nên trong các tương quan ta cũng phải tự để ý để tìm kiếm. Thì dĩ nhiên là cái cá tính của con người đó nó khó hiển lộ lên trong một vài lần giao lưu tiếp xúc, vì ai cũng muốn người khác đánh giá và quý trọng mình, cho nên những cái cá tính xấu đó phần lớn được giấu sắc kín như là một bản năng. Và do đó đó sẽ là một sự sai lầm nếu trong vài ba lần giao du tiếp xúc để tìm cái duyên thích hợp mà thấy người đó ga lăng, rồi ta nghĩ rằng đây là đối tượng mà mình cần hướng đến và xe tơ cắt tóc, thì đến lúc đó, ta phải ôm hận về sau này. Cho nên đó, tìm được người thích hợp rồi, ta phải có thời gian tiếp tục để tìm hiểu vài ba tháng, thậm chí một vài năm. Sau đó thấy cái khả năng sống chung để trở thành vợ chồng đó, thật sự là đảm bảo được hạnh phúc, thì ta mới chính thức lên xe hoa để trở thành là cái người theo cái ước nhân xã hội đó, là trở thành vợ chồng của nhau. Do đó không nên ngồi chờ duyên, mà ta phải năng động để thành lập các duyên thích hợp đối với bản thân của mình. Các anh chị sẽ có thể thấy rất là ngạc nhiên, tại một số nước ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ, bao gồm như là Bangladesh, Bhutan, Nepal và Pakistan, và đặc biệt là Ấn Độ, thì hầu như cái duyên là được sự sắp xếp của cha và mẹ. Ở tại nước Ấn Độ đó, nó có khoảng là 200.000 tờ nhật báo, và cứ đến cái ngày thứ bảy và chủ nhật đó, thì các tờ nhật báo này đều có quảng cáo về tình duyên. Người ta đưa ra cái tiêu chí rất là rõ, con trai tôi cao một thước mấy, đẹp trai, gia đình khá giả, thuộc dòng